Có nhiều người con nó lo cho cha mẹ dễ sợ lắm, mà cha mẹ không hề quan tâm. Mà cái người mà làm khổ cha mẹ đó thì cha mẹ quan tâm đáo để. Thì cuộc đời này mình không có nợ, mình không có nồi. Nợ ít, nợ nhiều, nợ nặng, nợ nhẹ thôi. Và mình phải gặp một đối tượng báo ân, báo oán, hay là trả nợ hay đòi nợ. Người ta thường nói nhi nữ thời đúc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con trai con gái đều là nợ cũ, nhi nữ thời túc trái, khảo trái là đòi mình, hoàng trái là mình nó trả cho mình. Nếu cho dù là nó trả mình hay mình trả nó, cả hai đều là nợ. Nếu không có nợ, có mặt ở đây làm gì? Hữu trái phương lai, tới đây chứ. Có mặt ở đây là phải có chuyện. Giờ Phật nói á, khi mình quán như vậy, ví dụ giờ người gặp một người con mà gặp cha mẹ như vậy, mình lo cho cha mẹ mà cha mẹ không thương mình, không quan tâm mình, đôi lúc còn nói nặng nhẹ mình, mà ngược lại xoay qua cái người làm khổ cha mẹ đó, thì cha mẹ sợ không dám nói, mà đưa tiền đưa cho người đó nữa. Thì thôi, mình là cái người vậy thì mình nhớ là mình đang trả cho cha mẹ. Nhưng bù lại là cha mẹ nhận cái đó xong cũng có chỗ khác để cha mẹ trả.